chào tất cả mọi người nhá. Sau khi mà được chia sẻ với mọi người về cao ăn xoa và trà ăn xoa thì có rất là nhiều anh chị có một cái nỗi lo lắng rằng là buổi sáng sớm thì anh chị thường đi làm sớm và lúc đó là không kịp pha cao để uống, hoặc là có một vài người thì nói rằng là lúc đó thì mình chưa ăn sáng đúng không ạ? Chưa ăn sáng vội vàng đến cơ quan, đến công ty thì em Nhung xin chia sẻ với mọi người. Đó chính là em Nhung thì mọi người có thể tìm mua những cái bình giữ nhiệt ở như thế này ở trên các đồ gia dụng hoặc là trên các điện máy thì có rất là nhiều, và anh chị có thể pha sẵn và đem theo bất cứ khi nào mà mình có và mình muốn sử dụng anh chị nhá. Đối với trà thì anh chị chỉ cần pha sẵn vào như thế này, hoặc là mình có thể pha đặc một chút, tức là anh chị cho từ 2 đến 3 gói và lúc mà pha ra thì mình cho một chút như thế này thôi, và mình cho thêm nước để mà hòa ra anh chị thì mình sẽ có nước là đủ uống trong một ngày đấy anh chị. Và cái điều đặc biệt là mọi người thấy ở cơ quan hay ở đâu cũng bây giờ thì có rất là hiện đại đúng không ạ? Có hệ thống nước nóng rất là nhiều, và mọi người có thể là mình dùng trà để thay thế mà cho cái nước lọc hàng ngày thì nó sẽ rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Anh chị nào mà muốn thanh lọc thải độc cơ thể mà chúng ta muốn có một cái giải pháp gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động thì chúng ta hãy sử dụng cao hoặc là trà ăn xoa anh chị nhé. Nó sẽ giúp bài trừ những cái độc tố ở trong cơ thể của chúng ta ra, giúp tăng cường và cải thiện các chức năng gan này, và làm cho cái đường ruột, đường tiêu hóa của chúng ta được khỏe hơn, được tốt hơn rất là nhiều. Nên mà anh chị nào mà muốn sử dụng mà mình còn chưa hiểu cặn kẽ về cái sản phẩm này thì hãy nhắn tin cho em Nhung hoặc là để lại số điện thoại, em Nhung sẽ chia sẻ với mọi người, chia sẻ thật là cặn kẽ và tư vấn trở những cái góc độ là một người đã trải nghiệm và một người đã chia sẻ sản phẩm này hơn 2 năm rồi, nhận được rất là nhiều feedback cũng như là rất là nhiều phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Và em Nhung rất là tự tin chia sẻ và cam kết với mọi người là sau khi trải nghiệm sản phẩm này, em Nhung tin chắc rằng ai cũng sẽ quay lại bởi cái hiệu quả của nó đem lại anh chị nhé. Chúc mọi người sẽ thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều năng lượng, và nếu như mọi người muốn có một cái sức khỏe hoàn hảo đẹp từ trong ra ngoài thì hãy nhắn tin và hãy liên hệ, hãy kết nối với em Nhung nhé.